Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã có thông báo về quyết định cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 8, giai đoạn từ mùng 1 tháng 8 năm 2010 đến 31 tháng 7 năm 2011, thuế chống bán phá giá đối với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Trong quyết định này, DOC đã áp mức thuế chống bán phá giá trên 100% đối với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam. Điều đáng nói là DOC đã đột ngột quyết định thay đổi quốc gia thay thế để tính giá cá tra của Việt Nam từ Bangladesh thành Indonesia, dẫn đến mức thuế chống bán phá giá trong quyết định cuối cùng tăng cao một cách vô lý. Phóng viên truyền hình Thông Tấn đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc này. Vâng, xin ông cho biết những diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc Bộ Thương mại Mỹ thay đổi mức thuế chống bán phá giá cá tra của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ thời điểm này. Về phía họ thì thông thường thì hôm nay đã là ngày thứ 5 sau khi Bộ Thương mại Mỹ đang phán quyết thì chắc là họ sẽ đăng trên công báo của Liên bang. Mà khi mà đăng lên công báo của Liên bang thì sẽ có cái giá trị. Nhưng về phía ta thì một mặt là phản đối cái quyết định đó, nhưng một mặt là cũng cung cấp mà chỉ ra những cái bất hợp lý mà không phù hợp đối với phía Mỹ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đang cùng với luật sư để tính đến một cái phương án nữa là sẽ khởi kiện cái quyết định của Bộ Thương mại Mỹ lên Tòa án Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ về phán quyết đó. Vâng, thưa ông, thời điểm này thì Tổng cục Thủy sản cũng như các cơ quan chức năng liên quan đã có những cái giải pháp như thế nào để bác bỏ cái quyết định phi lý này của Bộ Thương mại Mỹ? Việc mà dựa vào cái nước thứ ba mà cụ thể là Indo là cái các cái cơ sở, một là nó không tương đồng về cái nền kinh tế xã hội, cái thứ hai nữa là cái hệ thống dẫn liệu là nó không đặc trưng cho toàn bộ cái nền sản xuất, và cái thứ ba nữa là cái đối tượng cá da trơn của Indo nó cũng hoàn toàn nó khác với đối tượng cá da trơn của chúng ta. Thì đấy là những cái căn cứ chính để mà chúng ta phản bác lại cái việc mà Bộ Thương mại Mỹ lựa chọn Indo làm cái nước tham chiếu để mà làm cái đánh giá mức thuế của cái lần thứ 8 này. Vâng, thưa ông, đây không phải là lần đầu tiên phía Mỹ đưa ra những cái căn cứ vô lý để tính mức thuế chống bán phá giá đối với cá tra và cá ba sa của Việt Nam. Vậy từ những cái vụ việc như vậy thì Tổng cục Thủy sản rút ra những cái bài học kinh nghiệm như thế nào? Sau cái sự kiện này thì để mà cho cái thị trường Mỹ tiếp tục ấy, thì cái việc mà chúng ta tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là định hướng lại cái xuất khẩu về thị trường Mỹ về mặt chất lượng, về mặt giá cả là cũng phải tính đến để làm sao cho phù hợp. Và cái thứ ba nữa là đặc biệt là các cái công tác chuẩn bị từ phía nhà nước cũng như là phía các hiệp hội để làm sao cho cái việc mà đánh giá ở trong các kỳ tới nó khách quan và thuyết phục. Thời điểm này ông có lưu ý như thế nào đối với người nuôi trồng cá tra, cá ba sa cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá ba sa vào thị trường Mỹ? Cái phán quyết vừa rồi thì nó cũng sẽ có cái ảnh hưởng, nhưng cũng phải nói rằng là các cái doanh nghiệp và các người cá rất là bình tĩnh. Nó có ảnh hưởng nhưng thực ra nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn khó khăn cho thị trường Mỹ. Bởi vì cái thứ nhất là một là cái đánh giá đó áp thuế vừa rồi chỉ cho một giai đoạn thôi, còn các cái giai đoạn khác thì chúng ta vừa hoàn toàn có những cái cơ hội để giải quyết theo cái chiều hướng thuận lợi. Vâng, trước thực tế này thì ngành thủy sản sẽ có những cái định hướng xuất khẩu cá tra, cá ba sa như thế nào trong thời gian tới? Các doanh nghiệp cũng như là nhà nước đang tính đến những cái giải pháp để tổ chức lại sản xuất để làm sao mà khắc phục cái chuyện này, để duy trì cái thị trường này và đồng thời mở ra các cái thị trường mới. Thì đấy là những cái điều mà về phía các cơ quan, về phía hiệp hội các doanh nghiệp đang tính đến. Vâng, xin cảm ơn ông. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Indonesia đưa tin, ngày 20 tháng 3, Diễn đàn Đối thoại Quốc phòng Quốc tế Jakarta, gọi tắt là GIDD lần thứ 3, đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô của Indonesia. Diễn đàn với chủ đề quốc phòng và ngoại giao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương kéo dài 2 ngày do Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Trường Đại học Quốc phòng và Viện Hòa bình Quốc tế Indonesia phối hợp tổ chức. Tham dự diễn đàn có Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cùng hơn 1.300 đại biểu là quan chức quốc phòng cấp cao, các nhà nghiên cứu chiến lược an ninh quốc phòng từ 39 nước trên thế giới và nhiều tổ chức trong nước, khu vực và quốc tế. Đoàn Việt Nam do Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Viện Phó Viện Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
Diễn đàn năm nay tập trung trao đổi các vấn đề như sự nổi lên của châu Á và địa chính trị mới trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tác động của châu Á trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và ngoại giao, các mối đe dọa và thách thức ở châu Á-Thái Bình Dương, các thách thức hàng hải tại những vùng biển tranh chấp, tăng cường kiểm soát và hợp tác ngăn chặn lỗ hổng biên giới, tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng ở châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông trong bối cảnh các nước lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Nga đều đang thực thi chiến lược quốc gia hướng tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho rằng tranh chấp trên Biển Đông hiện nay là một vấn đề phức tạp mà để giải quyết đòi hỏi không chỉ sự kiên nhẫn, thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế mà cả thời gian lâu dài. Bên lề diễn đàn, trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc tế Jakarta, nước chủ nhà đã tổ chức triển lãm trang thiết bị, vũ khí và công nghệ quân sự do Indonesia sản xuất. Ngày 20 tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu chuyến thăm Trung Đông 4 ngày, mở đầu là Israel. Vấn đề Iran, tình hình Syria và đặc biệt là tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ là trọng tâm chính của chuyến thăm được dư luận quan tâm lần này. Tuy nhiên, không chỉ các nhà phân tích, bản thân Nhà Trắng cũng khá thận trọng khi bày tỏ những kỳ vọng về kết quả chuyến công du lần này của ông Obama. An ninh đã được siết chặt cao độ tại thành phố Jerusalem, nơi phái đoàn đông đảo của chính quyền Mỹ dừng chân, và ông Obama sẽ có các cuộc hội đàm trong ngày 20 tháng 3 với giới lãnh đạo Israel, gồm cả Tổng thống Shimon Peres và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tất cả các tuyến phố chính đã được phong tỏa, hơn 15.000 cảnh sát cùng trực thăng đã được điều động để tuần tra suốt ngày đêm bảo đảm an ninh. Chuyến thăm lần này đến Israel của ông Obama diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước bị coi là sa sút do hàng loạt mâu thuẫn bất đồng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama. Chính vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Obama trong lần công cán này là làm nồng ấm trở lại mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận và thống nhất quan điểm về các vấn đề nóng ở khu vực như Syria và Iran. Cả Washington và Tel Aviv đều muốn ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran, song còn bất đồng về cách thức đối phó, cụ thể là khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Đặc biệt, thúc đẩy Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán sau hơn 2 năm gián đoạn cũng là mục tiêu được ông Obama đặt ra. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng, bởi thành phần nội các vừa mới được thành lập của Israel bao gồm nhiều nhân vật cứng rắn trong chính sách xây dựng khu định cư Do Thái, vốn là vấn đề căng thẳng chính cản trở Palestine chấp thuận trở lại bàn đàm phán. Trước thềm chuyến thăm, bản thân Tổng thống Obama cũng cho biết đây là chuyến đi để lắng nghe và ông không có ý định đưa ra một kế hoạch hòa bình lớn. Chính vì vậy, dư luận không mấy lạc quan về khả năng chuyến đi này sẽ đem đến những kết quả cụ thể gì. Sau Israel, ông Obama sẽ tới khu bờ Tây để hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và tới thăm Jordani và sẽ có cuộc gặp với quốc vương Abdullah. Ngày 20 tháng 3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin mạng máy tính của hàng loạt tập đoàn truyền thông và ngân hàng lớn ở nước này đã đồng loạt bị tê liệt. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nhận định nhiều khả năng đây là một vụ tấn công mạng có chủ đích. Ba tập đoàn truyền thông lớn là đài KBS, MBC, ITN và hai ngân hàng là Shinhan, Nonghyu đều thông báo hệ thống mạng máy tính bị tê liệt một phần hoặc toàn bộ vào khoảng 2 giờ chiều theo giờ địa phương. Cơ quan Giám sát Tài chính của Hàn Quốc cho biết, các máy rút tiền tự động ATM và các máy tính trong hệ thống mạng của cả hai ngân hàng nói trên đều bị tạm ngừng hoạt động. LG Uplus, một nhà cung cấp dịch vụ Internet, cũng cho biết đã bị sập mạng. Hiện, cảnh sát và chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân sự cố này và đang khẩn trương tiến hành điều tra. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã không loại trừ khả năng vụ việc liên quan đến Triều Tiên. Hiện, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nâng mức độ cảnh báo an ninh mạng từ mức 4 lên mức 3 trên thang bậc gồm 5 mức. Trước đó, Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau hai vụ tấn công mạng hồi năm 2009 và 2011 nhằm vào các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính của Hàn Quốc. Phía Triều Tiên hôm 15 tháng 3 vừa qua cũng tuyên bố nước này là nạn nhân của một âm mưu tấn công mạng do Mỹ và Hàn Quốc cầm đầu, làm sập một số trang web chính thức của nước này trong gần 2 ngày. Theo Cơ quan An ninh mạng Hàn Quốc, trong năm 2012, nước này đã phải đối phó với khoảng 40.000 vụ tấn công mạng từ trong và ngoài nước, tăng mạnh so với 24.000 vụ hồi năm 2008. Ngày 20 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo tân Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn Nga, nước có cùng quan điểm với Bắc Kinh trong nhiều vấn đề quốc tế và châu Phi, khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc, làm điểm đến trong chuyến công du chính thức nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới bắt đầu từ cuối tuần này.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ thăm Nga từ ngày 22 tháng 3 tới. Sau đó, ông sẽ thăm một loạt các nước châu Phi gồm Nam Phi, Tanzania và Cộng hòa Congo. Tại Nam Phi, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước khối BRICS. Ngoài các nội dung hợp tác song phương, nhiều vấn đề quốc tế nổi bật như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng tại Syria sẽ được đề cập trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nga, lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ ký tuyên bố chung về định hướng phát triển quan hệ hai nước trong tương lai, xác định các lĩnh vực hợp tác trọng yếu giữa hai nước, cũng như các lập trường liên quan đến các vấn đề quốc tế và khu vực. Bản thân ông Tập Cận Bình cũng đã đề cập kế hoạch thăm Nga ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc, đồng thời cho rằng quan hệ hai nước đang bước sang một giai đoạn mới với các cơ hội hợp tác mới. Theo giới phân tích, chọn thăm Nga đầu tiên là sự lựa chọn dĩ nhiên vì Bắc Kinh và Moscow chia sẻ nhiều quan điểm chung trong các vấn đề quốc tế. Hai nước đều là thành viên tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO và nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tăng gấp 14 lần trong vòng 20 năm và đạt mức kỷ lục gần 88,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2012. Trong khi đó, châu Phi là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Bắc Kinh do nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, châu Phi cũng là thị trường lớn tiêu thụ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Năm 2012, kinh ngạch thương mại song phương đã đạt 220 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với một năm trước đó. Trong bối cảnh gói cứu trợ kèm điều kiện của Liên minh châu Âu vừa bị Quốc hội SIP phủ quyết, ngày 20 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa SIP đã tới Nga để tìm kiếm một thỏa thuận hỗ trợ tài chính nhằm giúp quốc đảo Địa Trung Hải này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ. Tại Moscow, Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa SIP, ông Mikhail Saric đã có cuộc gặp với người đồng cấp Anton Siluanov để thương lượng về việc Nga sẽ gia hạn khoản vay trị giá 2,5 tỷ đô la mà Moscow cung cấp cho SIP hồi năm 2011. Hiện Cộng hòa SIP đang đề nghị Nga gia hạn thêm 5 năm, đồng thời giảm lãi suất cho khoản vay sẽ đáo hạn vào năm 2016 này. Bên cạnh đó, SIP cũng muốn Nga cho vay thêm 5 tỷ euro. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa có quyết định với những yêu cầu này. Những nỗ lực trên diễn ra trong bối cảnh Quốc hội SIP đã bỏ phiếu bác bỏ gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro từ EU và IMF nhằm phản đối điều kiện áp thuế đối với tiền gửi ngân hàng tại SIP. Hiện EU cho biết vẫn đề ngỏ gói cứu trợ nhưng vẫn giữ nguyên các điều kiện kèm theo. Moscow đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch đánh thuế nói trên vì nó sẽ tác động đến các cá nhân và doanh nghiệp Nga khi gần một nửa trong tổng số khoảng 70 tỷ euro tiền gửi tại các ngân hàng SIP là thuộc các chủ tài khoản từ Nga. Cùng ngày, trong nỗ lực tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho tình hình hiện nay, Tổng thống SIP Nikos Anastasiades đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với thủ lĩnh các đảng phái chính trị trong nước. Cuộc gặp có sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Trung ương SIP cùng đại diện nhóm bộ ba chủ nợ quốc tế. Ngày 20 tháng 3 đánh dấu sự kiện lần đầu tiên nhân loại tổ chức Ngày Hạnh phúc Thế giới. Đây là ngày để tất cả chúng ta suy ngẫm và hướng tới một cuộc sống trong tương lai, nhiều sức khỏe, vui vẻ, ấm no, cùng những điều giản dị làm nên hạnh phúc của mỗi con người. Ngày 20 tháng 3 là một ngày tương đối đặc biệt bởi có độ dài ban ngày và ban đêm bằng nhau. Có lẽ vì thế Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày này hàng năm là Ngày Hạnh phúc Thế giới. Với khẩu hiệu là Act, hành động, gồm chữ cái đầu của ba cụm câu, hãy hứa rằng sẽ luôn vui vẻ, cùng vui lên những con người vui vẻ và hãy tham gia vào ngày này nhé. Ngày Hạnh phúc Thế giới được tổ chức nhằm khuyến khích những hành động tích cực có thể mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều người trên thế giới. Trên các trang web, diễn đàn và mạng xã hội, người ta tôn vinh những người mang lại hạnh phúc cho mình. Đó có thể là những người cả đời tận tụy vì họ, như cha mẹ, vợ chồng, hay chỉ đơn giản là người phục vụ mang đồ uống đến với một nụ cười thân thiện. Hoạt động này nhằm khuyến khích mọi người hãy quan tâm tới niềm vui mỗi ngày của mình, dù là nhỏ nhất. Tại nhiều nơi trên thế giới cũng diễn ra các sự kiện hưởng ứng sự kiện ngày đặc biệt này. Chẳng hạn như một bữa trưa hạnh phúc tại Bruxelles, những chiếc ôm miễn phí ở Washington hay thông điệp hạnh phúc được truyền tải ở các ga tàu điện tại London. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.